Tính đến 6 giờ sáng ngày 4 tháng 4, Việt Nam ghi nhận thêm 3 ca mắc mới COVID-19 là các bệnh nhân 2627, 2628 và 2629. Đây là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tới tỉnh Bắc Giang, cụ thể như sau. Các bệnh 2627 là một bệnh nhân ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là nam giới, 43 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Các bệnh 2628 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là một bệnh nhân nam 45 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình của tỉnh Ninh Bình. Các bệnh 2629 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là một bệnh nhân nam 38 tuổi, công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây của tỉnh Tiền Giang. Ngày 31 tháng 3, các bệnh nhân trên từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Giang. Kết quả xét nghiệm vào ngày mùng 3 tháng 4 là dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh. Trước đó, trên chuyến bay này đã ghi nhận 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, bao gồm 4 trường hợp tại tỉnh Bắc Ninh và 1 trường hợp tại tỉnh Quảng Ninh. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là 27.478 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 498 người, cách ly tập trung tại các cơ sở khác là 18.870 người, cách ly tại nhà và nơi lưu trú là 8.110 người. Theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế thì đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 2.383 trên tổng số 2.626 bệnh nhân mắc COVID-19. Trong số các bệnh nhân còn đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 là 38 ca, số ca âm tính lần 2 là 15 ca và số ca âm tính lần 3 là 28 ca.